hoài không được sao để chi em. Hàng không được thì xả chứ. Bên chùm nó bỏ vô lại giùm em nhé. Nó bị ao ra rồi. Đúng rồi. Không chọn lại đi rồi lại bị chiều. Còn em đã điện rồi, 5 giờ 5 rưỡi đã điện rồi chị ơi. Gì vậy đi? Đi lại cà vẹt rồi, xỉu không chờ. Trời ơi, biết bé tôi đi được, cái gì đâu. Xeo đi lại cà vẹt thôi. Không lý à, lợn lấy ăn học mọi người ái á. À, bộ đang mặc là từ... Đưa giùm em cái bộ vô xì chữ đi. 59kg quay đầu à, nha không chị. À không, cái mã tà xéo á. Tà xéo không bắt. 59kg quay đầu nha. Này còn nhiều không? Vâng. Đa màu đi. Ủa cho năm mặt hết rồi, còn set thôi. Còn một set. Màu đỏ còn mấy? Ờ, con đầy đủ hết. Rồi em lên mã bông tà xéo ống bát này. Rồi cái này em xe cho mấy chị 150 nha. 150. Cái này là tà xéo ống bát. Cổ vuông này, cái form đẹp giả mang chưa? Rồi 150 nha. Rồi xíu em mặc vô cho mấy chị qua cái form rồi em xe cho mấy chị nha, 150. Rồi bên chỗ chùm đồ bộ vô lại giùm em nha. Chùm đồ bộ vô lại nè. Rồi em nhớ thì nha, chị Thu Hà nè. Vai đỏ, vai đỏ. Đỏ đi. Rồi xe cho chị mã này nha, 150. Rồi 65kg đổ lại mặt vừa mẫu này. 3 màu. 3 màu cho Trang nha, 65kg. Tà xéo. Vét còn màu này. Vét đây này, trời cái bộ này đẹp quá nè mấy chị. Trời ơi là trời, cái form đẹp cực kỳ luôn. Mấy chị thấy chưa? Này form này, ồ ôi là nó đẹp. Rồi em xe cho mấy chị 150 ngàn nha, 3 màu. 3 màu. Cái này còn ít lắm. Còn ít cho nên em xe cho mấy chị mặc. Mặc đẹp lần sau quay lại mua nha. Lần sau quay lại mua thì không có giá này nha. Rồi đưa đây Trang, 3 màu đây Trang. Rồi cái tà xéo đen nha mấy chị nha. Ống mát cho em. Rồi em xe cho mấy chị 150 ngàn, 65kg đổ lại mặt vừa. Em còn mỗi thứ em còn vài màu thôi nha, vài set thôi. Em đang mặc là màu đỏ và màu cam đất và màu vàng, 150. Chị nào mà 65kg trở lên mặc cái bộ này cho em, rất là đẹp luôn. Ống bát nha. 54kg vừa đó chị. Rồi, ai lấy bộ này chốt cho em. Cao 54kg vừa nha. Em đang mặc là màu đỏ, cái này là màu riêu. Rồi ok, màu cam. Rồi, 3 màu cho em 150, còn số lượng ít nha. Chị nào lấy chốt cho em. Cam, riêu, đỏ, 150. Cái này là eo 85, 86 gì cũng được cho em, miễn sao 65kg lỗ lại nha. Rồi ai lấy set em đang mặc. Đỏ, riêu, cam đất. Rồi 3 màu 150. Tình yêu nào lấy chốt cho em. 150 nhá. Trung sĩ vô bộ vô lại giùm em nhá. Em đang like mà nó bị văng bên kia kìa. Chị nào mà 60kg đang... vừa nha mũi canh ơi. Chị nào đang qua thì vô lại giùm em nha. Bên trung sĩ đồ bộ này. Bên trung sĩ đồ bộ vô lại nha. Rồi xe với chị 150 nhé. Đọc màu đi con. Chia sẻ lên lại giùm em nha mấy chị nha. Rồi ai lấy 150 này. Bé còn màu nào nữa? Đây đây, đưa bé cho. Bồ Trang đang mặc xe 150 nha. Kim Nguyễn màu đỏ. Kim Nguyễn màu đỏ. Rồi vết này em ơi. Càng kiêng 3 bộ 3 màu. Càng kiêng 3 bộ 3 màu xe 150. Hôm nay phi ship. Càng 3 đỏ 3 cho chị Amanda. À, phi ship cho chị Càng kiêng nha. Càng kiêng. Càng 3 đỏ 3 cho Amanda. Càng 3 đỏ 3 cho Amanda. Đó rồi lại 3. Lê Chương xếp riêu và cam 150 này. Lê Chương này. Đã dùm vết đen ok. Lê Chương. Lê Chương lấy gì đây? Xách riêu với cam, xách riêu với cam. 150, đứng dậy cho mấy chị coi. 150 chị, 150. Tôi giùm em cái túi đi chị. Túi đâu
150 cho em màu riêu, màu cam đất và màu đỏ nha. Xe cho mấy chị 150 đẹp lắm. Rồi qua mẫu nha. Cái bé đó nó còn beo đó, cố lời Huế ơi. Bị khó gì? Ai mua mặt mà 50 bộ rồi nha. Mi ơi, mấy số 2 hết bình không gì? Nhiều con bà sẽ. Máy số 2 hết bên sao nói mà ngồi vậy, nó văng ra bây giờ. Rồi 60kg đổ lại bộ này. Hoa riêu rút tay nha. Form quần ống rộng 60kg đổ lại mặc vừa. Hôm nay mặc cái áo trong anh bực mình quá mấy chị, nó cao không được mặc được cái áo gì hết trơn. Rêu 150, 65kg dồn đơn. Không, cái này không vừa nha. À, rêu kia kìa. Phương Linh Nguyễn có đơn rồi đó. Rêu tàu xéo. Lại bộ văn không ơi. Rồi hoa nhí rêu nha. Em sale cho mấy chị với giá là 145.000. Bộ này 145. 60kg đổ lại mặt vừa. Mấy chị ơi, em nói luôn nha. Cái bộ này mấy chị nhận hàng. Mấy chị đừng có sai lầm là cái quần nó nhỏ nha. Trên chi mít. Còn chị đừng sai lầm cái quần là nó nhỏ, à cái áo là nó nhỏ. Mấy chị mặc vào là nó sẽ giãn ra nè. Thấy chưa, mặc là nó sẽ giãn ra. Tại vì em may là em may dây thun cho nên nó ốp lại như vậy. Khi mấy chị nhận hàng, mấy chị mặc là nó sẽ giãn ra như vậy. Vì men nhí màu riêu. Riêu 2 lên. Đẹp lắm mấy chị. 150 dùm em bộ này. Nhí 3 150 cho em bộ này nhá. 150 đẹp cực kỳ luôn. Em xe cho mấy chị 150. Mấy chị mua ngoài bộ này xếp này có shop bán 199k, em bán cho chị là 150 thôi. Phương Nguyễn set riêu còn không? Đưa giùm em 3 đi cho Amanda đi. Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi, còn like chi trời. Rồi hết riêu luôn, trời còn ba Amanda lấy hết luôn rồi nha. Béo ba. Có em mua đỏ thôi. Rồi em lên màu khác nha. Mấy chị ơi, em nói luôn ở đây giùm em đi. Mấy chị nhận hàng, cái áo nó như vậy. Mấy chị thấy rõ không? Đừng nghĩ là nó nhỏ, mặc vô là mấy biết nha. Chị Hồng đem ra đây giùm em đi chị Hồng. Đứng ra đây giùm em người mẫu đi. Này mấy chị nhìn cái áo này. Bà chị em là bà 62kg nha. Mấy chị thấy bà to không? Bà mặc bộ này còn thoải mái luôn. Vô mặc cái bộ này cho em đi. Rồi, đừng nghĩ cái áo là nó nhỏ. Như á mặc vô. Em mơ sao cái áo nó nhỏ quá. Mà chị sống mấy ký sao mà chị chồng vô. Mà em lấy quay form là em biết rồi. Em lấy số ký, số đo, tất cả các vòng rồi em mới nói số ký. Tại vì khi mà em đã may lên một bộ hàng, một cái bộ đồ là em sẽ đo số ký này kia chính xác. Em mới may ra để em nói trên live cho mấy chị mua. Chứ không phải là may nhỏ mà, ví dụ cái bộ này em may có 50kg mà em tăng lên 60kg làm sao mấy chị mặc được. Có sao em nói như vậy nha. Đen nhí ba. Đen nhí là cái này. Là cái bà Hồng á, bà Hồng đang cầm á. Amanda đen nhí mà. Bộ đang mừng bông ngô em hết rồi chị ơi, để em mặc màu khác cho nha. Xe cho chị 150. Cái hoa nào còn nhiều đưa cho em. Màu đỏ đi. Như hết. Em còn có 3 bộ mặc lắm gì. Rồi em mặc màu đỏ nha, trời ơi cái vải đẹp lắm mấy chị. Nhận hàng đi là mấy chị sẽ biết. Này qua cái hoa này. Cái hoa này, trời ơi đẹp giả mang chưa. Bộ này thị trường bán 199.000 nha. Em bán cho mấy chị 150 thôi. Bộ này anh bán nè. Bộ cho anh bán luôn. Rồi nhí đỏ cho em, trời ơi nhí đỏ xinh quá. Thắt quên. Thắt
thì thắt rút lên đi cho nó thắt rồi được không? Cho nó đẹp một xíu. Rồi em lên nhí đỏ cho em. Nhí đỏ. Nhí đỏ này còn lên máy xếp đây. Rồi 150 cho em nhé, nhí đỏ. Này, bà chị em mặc nè mấy chị, đã 62 kg này. Này mấy chị thấy không? Hồi nãy bà mặc bộ đồ đó mấy chị thấy không? Nó to kinh khủng luôn, mà mặc bộ đồ này vô là nó quá nhỏ luôn. Nhìn người nó khác hẳn luôn mấy chị thấy không? 62 kg cho em nha. Mấy chị thấy chưa? Em mặc này, bà mặc này, hoàn toàn khác nhau luôn. Cũng mặc vừa luôn. Đó em rất là ốm nha, bà 62 kg này. Nó vẫn còn dạng nữa này. Cho nên á mấy chị phải hiểu rằng là em nói số bao nhiêu ký là mấy chị phải nghe là bao nhiêu ký. Không phải là nó nhỏ mà em nói nó to. Em may nhau là em biết rồi. Đó nhí 2. Amanda. Rồi. À, chị ơi, lên mẫu quần ống loe form 57 ký mặc form 57 ký đúng không? Rồi đợi chị xíu. Là sơ mi đúng không? Sơ mi đưa cho em đi. Rồi nhí đỏ đưa giùm em hết tất cả màu luôn đi. Rồi đưa lên tất cả màu cho mấy bà chọn cho nó khỏe. Rồi nhí đỏ cho em nhé. Quần ống rộng chị. Trời ơi tôi mới đứng lên luôn á. Màu cam mặt trắng da. Còn nhiều màu á chị. Trời ơi cam này. Trời ơi màu cam này mặt trắng da vô cùng luôn nha. Này thấy em hướng lên không? Rồi cam giùm em. Hồng. Ai? Tỉa hả? Hồng. Với beo, beo này còn mấy set? 4. Beo hết nha, beo còn 4 thôi. Beo còn 4. Rồi beo với là màu hồng, với là màu cam. Rồi hết nha. Và hồng nhí, đưa giùm em màu tím cái. Beo 4. Beo 4. Amanda beo 4. Beo 4 rồi, hết 4 luôn nha. Amanda lấy hết luôn nha. Rồi 4 hết beo luôn rồi mấy chị. Ồ đẹp lắm mấy chị ơi, hàng này mới thật bao phê luôn. Tôi cầm cái thau mà chờ chứ chị. Còn hàng đen còn bộ. Hoa đen còn bộ này chị, cái hoa đen này đẹp lắm nè mấy chị, còn có một bộ. Đợi nhí thêm 2 chị Amanda kìa, đợi nhí 2. Hoa đen còn một thôi, hết rồi, cái hoa này đẹp lắm. Trời ơi, 41 kg là bao đẹp, càng đẹp nữa chị. Mua thử hai màu mặc đi chị. Rồi em còn mẫu hoa đen còn một này. Chị Vi có lấy hoa đen mặc thử không? Em cho chị một bộ này, tại vì còn có một bộ thôi. Chị Vân Ngô có lấy hoa đen này không? Còn đúng một set. Trời ơi, xa nhá. Vân Ngô hoa đen. Rồi, Vân Ngô cho chị Vân Ngô đi. Vân Ngô hoa đen. Mấy giờ bà khoai bà được có một bộ. Cái gì? Ủa? Lấy bộ lên cho chị Lan chưa? Bán rồi. Đen nhí 2, đỏ nhí 2 hả? Rồi, còn 2. Rồi, có màu tím nữa nè mấy chị. Có màu tím nè. Có màu tím luôn nè. Ai lấy tím chút tím nha. Trời, hồng cam đẹp quá mấy bà. Cam mặt bị trắng da. Cam mặt trắng da vô cùng luôn á. Cam nó bị trắng da nè, chị. Cam trắng lắm luôn, lấy cam đi. Cam rất là đẹp. Rồi, quá mẫu luôn. Rồi, cái sơ mi nữ. Cái này là gì vậy? Nơ. Nơ Fendi đen hả? Rồi nơ Fendi đen còn à. Em chưa còn 6 cái kìa. Cái tiêu nào? Ở đây đây, cái bếp đưa cho em. Trong kho đưa bếp riêu đi ra. Bếp riêu mới là của mua đó. Bếp riêu không bát hả? Cho chị xem bộ trước em vừa thay ra. À là cái màu màu riêu hả? Màu riêu hết rồi. Hết màu riêu rồi. 150. Hoa đen vô. Hoa đen hết rồi chị. Riêu quá, vệt riêu mà cái vậy á. Chị dỗ vô lấy cho rồi, hai đây 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 đây. Vi Nguyễn hoa đen hết rồi, em còn hoa nhí đỏ, hoa nhí cam, hoa nhí tím thôi. Được, được. Số này lấy cho cháu phải một thịt ha. Mẫu trước là cái gì ta? Mẫu trước hả? Mẫu trước là cái gì ta? Rồi bếp riêu ống bát này 160 nha, còn mấy set? Còn 6 set. Rồi 6 set ống bát bếp riêu. Trời ơi hoài thích rồi. À 150 hả? 150 bếp riêu, trời sao rẻ vậy? Nãy giờ bán 160 hả? Nãy giờ em bán bếp nhiêu vậy mấy chị, em bán em không nhớ giá luôn á. 160. 160. Bếp làm gì có 150.
buồn ngủ lắm luôn mà không. Xem thổ cẩm, xem thổ cẩm là cái gì vậy? À là cái đó von đó. Để em xíu. Rồi vest riêu quần ống má, trời ơi má ơi nó đẹp. Bộ này em còn đúng 6 set. Bên trường con ơi, có tay cánh tiên không? Có, trời ơi đi đâu giờ ghiu. Trời quá trời luôn, đầm cánh tiên đúng không? Rồi ai lấy vest riêu? Hả? Cam đi riêu với cam. Rồi đây. Rồi vest riêu 160 nha. Còn 6 set này. Trời ơi vest riêu tay lộ. Trời tôi nói bộ này là cái hòa tiết này nó sang đó chị. Rồi vest riêu 160 nha. Rồi em còn 6 set hết lô, có cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Rồi em còn 6 set hết lô luôn. Cái này 160, 160. Riêu 150. 160 chứ. Vest là em bán 160 chứ. Này đưa giùm em 62kg bao đẹp chị. Đưa ra giùm em. Thôi để em mặc vô em chốt nha, từ từ đi. 150. Để em mặc cái vest đó vô em chốt cho mấy chị nha. Vân Ngô, chỗ gì Vân Ngô mà vét riêu kìa. Từ từ đi, một xíu, rồi xíu. Rồi xíu, chân, chân. Rồi xíu, mấy chị ống mát đi. Rồi em mặc vô đi hả? Đưa với bộ 3, 3, 3, 3 hả? Từ từ. Đây nè mấy chị. Bát đi, bộ riêu. Quay cái quần nè mấy chị. Quần nè. Trời ơi là cái quần nè mấy chị. Trời ơi là nó lưng cao, siêu cao luôn nha mấy chị nha. Còn màu khác nha, nhiều nè, màu mấy chị, quay nè. Cái lưng là siêu cao luôn. Rồi em mặc cho mấy chị Nguyễn coi. Nguyễn Nga nè. Còn có mấy bộ à. Nguyễn Nga phát lê. Hoa nhí là 150. Hoa nhí đỏ con. Form đẹp lắm. Vô trong cái đấy. Tặng đi. Ba bốn bộ gì đó, cố lợi Huế ơi. Này. Trời ơi là trời, ta nói cái bộ này nó sang, cực kỳ sang nha. Rồi cho ai đây? 160. Bạc lê này. Bông ngô này. Bông ngô. Bẻ đẹp này. Này phát lê này. Bông ngô. Bông ngô này. Nguyễn Nga. Nguyễn Nga này. Rồi còn xếp. Trời ơi 160.000 mặc sướng lắm mấy chị. Cái vest riêu này mặc sang cực kỳ luôn, bên ngoài là màu nó đẹp hơn trong hình nhiều. Rồi đấy, 160 nha, 160. Đẹp quá à. Có cái đồng hồ nữa mấy chị. Cái vải này nó có cái đồng hồ. Rồi ai hỏi cái bộ cái bộ gì đây, bộ thổ cẩm này đúng không? Cái này là vô anh như mẫu maracan nè các chị nhá. Vàng với đen. Ai lấy chốt giùm em nha. 160. Yến Ngọc vest riêu 160. Như mẫu maracan mặc luôn 160. Rồi đưa Sunny ông mát con nhỏ đây, ông lên lên đây. Có bộ chị đã hết luôn. Còn một bộ giùm em hết luôn. Panda 2 còn một nha. Panda quanh nha. Quanh xét. Hết rồi. Sao bà comment chậm quá vậy? Phía ngoài đi vest riêu đi rồi. Ok, ok tu. Rồi bỏ bộ đi Panda đi. Ok tu nha. Chứ ok tu nha. Này thổ cẩm là xét rồi á chị Hằng ơi. Này bên đa bằng cái bên đa nè mày đứa ơi. Mơ tu đâu? Bên đi đâu vậy? Tu á, tu á. Bên đi đây nè. Không xong đi này nè. Xin xin gì còn có bộ cho mấy. Bút xí video vàng đó là ba cái mẫu nó còn nhiều hai bộ. Nó còn hai bộ thôi. Ừ, à, đây sơ mi ống bát này form cái này là form 7kg đây, 7-8kg. Rồi ok Phạm thì liệu gửi xong cho Bill. Có còn hàng gì này lỡ chẳng không? Lấy bộ vàng. Quanh vàng đó. Quanh vàng thì càng kia hả? Quanh hoa văn thấy bên lạ kìa. Quanh vàng là chị Trang mới đưa ra đúng không chị? Vàng 5 kìa. Cái vàng 5 kìa. Vét vàng. Vét vàng 5. Lỡ nè.
3 năm kìa cho chị Amanda đó. Amanda 5 kìa. Amanda 5 kìa. Quen qua bà lấy chưa kìa. Chưa. Hôm qua lấy màu đen 8 bộ vàng cho lấy. Ủa phải không? Ờ đúng rồi. Hôm qua không thấy vàng, hôm qua cái đó không thấy vàng này. Rồi 58 kg đổ lại nha. Càng kiêng 1 bộ Amanda 5 bộ. Rồi vô kho lấy giùm em đi. Càng kiêng đây. Càng kiêng 1 set nè. Rồi trong share mấy, cho mấy chị 165 ngàn thôi. Rồi 165 rồi. 165. Ba sẽ cuối cùng hơn nhé. Càng kiêng Amanda 5 chưa? Rồi. Rồi đưa màu luôn đi. Đúng 165k. Rất đẹp quá trời. Tây phòng nha mấy chị nhé. Tây phòng quần ống bắp 165 ngàn. Đẹp quá à. Màu này còn 2 bộ thôi nè. Cái này còn 2 bộ thôi nha. Màu này em còn 2 thôi. Này em còn 2 set thôi nha. Màu đen còn 2. Đang bận càng kia ok chị. Rồi đen em còn 2. À sức cam đi. Đen vàng đi. Mấy chị comment đen vàng nhé. Còn 2 set đen vàng. Rồi 165 ngàn em đen vàng còn 2. Set đen ok. Mỹ Ngọc. Lá này đúng đen không? Mỹ Ngọc đó. Vô rồi bỏ vô cho bà đi. Vàng một đời đi bà. Bộ không đồng đi. À, Mỹ Ngọc có đơn không? Mỹ Ngọc vàng đen. Vàng đang mặc vô với cái khác lê. Vàng đang mặc. Nè bỏ vô cho bà người đang Mỹ Ngọc này. Lấy thêm hai con hai của vàng. Lấy clip lấy vàng này coi. Vàng đang mặc dùng đơn cho phát lê. Rồi. Bồ chữ treo móc cái gì vậy bà? Bộ chữ treo móc 175. Đây nè. Dùm á. Thấy bà quay hàng. Đây nè, chữ treo móc nè. À là cái này dung dài. Thì đó cũng dung dài nha, dung dài. Dung dài đẹp lắm chị, có gu xì nữa. Rồi, có chữ Mỹ Ngọc đó. Này, đưa màu trắng, màu đen đây. Rồi đưa trắng, đưa đen. Đem lấy kia, xích kia. Rồi có đen pha vàng dùng đưa cho Bảo Trâm, xích đen pha vàng đây đây. Đen pha Bảo Trâm có 165. Còn gung gu xì không nghe chị lấy gung dài hay là gung ngắn chị? Còn bộ cái đó còn gung ngắn em còn một bộ thôi, gung dài thì em còn tầm 5 set. Còn bộ nha này. Rồi xích đen trời ơi má ơi, xích đen xích trắng đây chị, gung ngắn em còn một bộ này. Vàng cho chị Nguyễn Hằng Nhân, vàng em đang mặc đúng không? Hả chị? Lấy một trắng một đen chị càng kia này đó, một trắng một đen, một trắng một đen chị càng kia đen chị càng kia này 165 ngàn. Trời ơi vải đẹp mấy chị ha, vải đẹp kinh khủng luôn. Mấy chị công nhận không, sơ mi này vải đẹp kinh khủng. Chặt này có bố đen không ơi. Lấy một bộ vàng đen. Đó, cho cả bố đen đi, ok đưa vàng lại nha. Đen trắng này hả, đen trắng này đúng không? Lấy một bộ vàng trang đăng mặc, ok hướng dương này. Vàng trang đăng mặc này. Nhớ nha, này 58 kg đổ lại thôi nha mấy chị. 58 kg đổ lại. Xích đen dùng cho Bảo Trâm. Đây. Đưa giùm em xích trắng luôn đi. Mỹ Ngọc mà lấy bộ đen trắng này nè. Bỏ cái bỏ cái 58 kg đổ lại nha. Rồi 52 đổ lại. Đen. Rồi trắng đen giùm em hai màu. Không uống mà mày. Lấy sọc đen trắng á. Lấy sọc đen trắng. Rồi đem trắng đi. Có Mỹ Ngọc đó, có Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc bỏ vô cho em đi. Rồi. Để lấy bộ khác để cầm nè. 58 kg hướng dương ơi. Bị ngọc màu đen. Bị ngọc màu đen này. Hết rồi. Cho Bảo Trâm lấy gì. Vàng em mặc Nguyễn Hằng Nhân, vàng em mặc là sơ mi này 58 kg thôi nha mấy chị yêu nha. Đen trắng rồi đó, thì đây đó. Đen trắng này nè. Ngọc đó. Rồi, ngọc đó đen rồi. Trắng. Rồi đen trắng với là vàng à, trắng với là à, ta. Đen với trắng. Đen với trắng. Đen với trắng. Mới nay xong luôn thì đẹp. Đen với trắng, ai lấy xích đen xích trắng là chốt giùm em. Rồi ai lấy xích đen xích trắng nha. Rồi xích đen xích trắng này đẹp lắm. Form đẹp ha. Form đẹp quá trời. Ai hỏi gucci này vậy? Gucci này còn có một bộ à. Đen trắng 3. Đen trắng 3 là xích đen trắng thôi ba. Còn Amanda này, Amanda này ba bộ này đen trắng này còn không? Chị Bảo Trâm là lấy xích trắng nền đen á. Đúng rồi, xích trắng nền đen rồi đó. Rồi bỏ rồi, bỏ rồi Bảo Trâm đây nè. Nè đen trắng ba nè, đen trắng ba đó Amanda. Chị lấy xích trắng nền đen nha. Không phải đi ngoài thôi. Sao mày bỏ lộn gì trắng? Không, hồi nãy chị comment cái đó mà. Bảo Trâm từ nãy giờ rồi mà. Cái gì tao không thấy Bảo Trâm một trắng ba cho Amanda. Là hai bộ luôn á, vừa vàng vừa đen luôn bé ơi. Chị lấy xích trắng nền đen. Là hai bộ luôn đúng không?
Bảo Trâm. Thì Bảo Trâm lấy một cái là xích đen pha vàng, một cái là xích đen nữa, xích đen và pha trắng á. Rồi đây. Rồi bố lấy xích đen pha trắng đi. Rồi hai bộ đây nè, trắng và đen nè. Rồi hai bộ cho Bảo Trâm. Đen pha trắng á. Thế đi ngoài thôi, đi ngoài đen pha trắng nha. Lấy trắng. Đây. Nền đen, chị lấy xích trắng nền đen nha. Đen nền trắng rồi. Đang, lấy cái của một trắng một đen cho chị đi. Chưa? Cái lấy rồi, lấy rồi. Rồi. Cho em xem lại gu xì Yến Ngọc. Đây này còn một bộ thôi. Đi, còn có một bộ à. Đây. Đây này gu xì này. Cái này làm kèm cùng rời nhé. Gu xì kèm cùng rời. Đó, đẹp chưa? Mi mai con bắt ráp, con gửi mấy cái bộ mẫu nó qua bên xưởng nha. Cho nó cắt hàng đi cho rồi, cho để mãi vải để bên xưởng lâu quá rồi. Lucy không còn nữa. Lucy nè. Lucy còn một thôi, một. One. Lucy còn nữa không? Máy số 1 hết pin này, gom vô này. Cái dây vàng ở dưới. Rồi đầm Lucy kèm cục rồi còn một nha, 175.000. Rồi tự nhiên nó lấy còn một bộ thôi, hết rồi, hết lô luôn rồi. Lucy này bán được. Cái mà chị ăn đã lại. Rồi lên beo nhá. Beo còn mấy bộ? Vâng, 5 số bộ. Đưa Nguyễn Quyên rồi, cho con mượn cái đăng Nguyễn Quyên đi. Nguyễn Quyên mới có kìa, có đen kìa. Cho mượn cái đăng Nguyễn Quyên. Còn không bán nha mấy chị, 58 cái đổ lại còn không bán. Mấy cái con còn lớn nữa, cái đó đối rồi đó. Tổng thấy mượn tốt rồi. Cái bố sắp hai nữa. Ta cho mượn đăng Nguyễn Quyên ta. Đưa hai cột tù đó kìa. Nè. Đúng nguyên này. Rồi Trăng lên beo này. Trời ơi form beo đẹp quá mấy chị ơi. Đưa dùng cái túi beo đi chị nhỏ. Đưa form beo đẹp nha. Quá à. Cái gì mà đôi dép nó lại ớn hết trời. Con bộ Gucci chị nó này này cột cái tay à. Gái tay này. Rồi beo nha. Đưa semi form nhỏ. Không bác. Ừ. Rồi beo cho Trang. Trời ơi form này đẹp quá. Mà không biết còn nhiều không nữa mấy chị ơi. Em lấy bộ này em mặc là mấy chị. Trời ơi ngày đó em mặc mà nó sang. Không có dễ thương gì đâu á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, ai lấy beo trước thì em beo nhé. Ô cái mặt kia mặt không? Để nó chẳng biết từ đây này. Để nó chẳng biết từ đây luôn. Rồi xong. Rồi ai lấy beo trước thì mình beo. Này chẳng... Beo đẹp kinh khủng. Trời ơi, beo đẹp quá. Rồi ai chưa có beo lấy beo nhá. Ống bát nha. Trang đang mặc là ống bát. Beo đẹp. Này là beo nhí. Gucci nè, Gucci à, đó, Gucci đầm á. Gucci đầm á. Gucci đầm á. Đầm đây nè. Mấy trang lấy Gucci giúp đầm kèm chứ không phải đi Nguyễn Trang ơi. Nguyễn Trang có đâu rồi. Bộ trang mặc hả, 165.000. 165.000. Gucci này đúng không? Của chị một bộ Gucci nào đi, cái bộ trang xích trắng nha. Nguyễn Trang mang một bộ. Đó đó. Đi đi đi. Nguyễn Hằng Nhân, đó là Nguyễn Trang, bọn Nguyễn Hằng Nhân đi. Tên gì vậy? Nguyễn Hằng Nhân là một bộ Gucci trắng, đó là Gucci ngắn, đó bộ vàng xích trắng này. Bộ vàng, đó, bỏ cái đó. Xích trắng mà. Rồi, 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 đây chị, đây chị. Của chị là 165 với 170. Là nhiêu? 335 với tiền xích, 35 là 370 á chị. Chị phải đi nghe nha. Thấy nha, của Nguyễn Hằng Nhân là 370 đó chị. Rồi beo ai lấy beo. Bèo béo beo. Chị lấy hai bộ, ok. Là rồi rồi rồi, là có chị 370 luôn á, thằng phí luôn á. Làm set. Rồi đưa giùm em đây.
Ủa ai lấy? Bán túi mẹ. Bán túi hả? À, bán túi. No. No no. Beo ba cho Amanda. Beo ba cho Amanda. Tôi dùng cái túi beo đây. Để tôi coi vậy. Cái túi beo cho Amanda. Bà ta mặc lúc nãy cái hũ thì nắng rồi rồi đúng rồi. Đây, Amanda bỏ beo nè. Kem bát kem. Nóng nóng nè. Ôi Trang là nhiều túi lắm. Toàn túi là túi VIP không nha mấy bà. Trang là Trang mê túi lắm. Rồi ai lấy beo này chốt cho mem beo này. Ở đây đây nhìn mem beo. Đọc tên đi con. Còn nhiêu đây hết nha. Kim Trinh beo. Kim Trinh một set beo nè. 165. Phương Trinh một set beo nè. Hai Trang set nè. Rồi còn hai set ai lấy chốt luôn. Nhi beo. Còn cái này đâu là một bộ đâu rồi. Cái đi bộ cái. Cốc lẻ, cốc lẻ, cốc lẻ. Bên đây chẳng còn một thôi. Để Trang xíu chân may chân, 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 chân mặt cho. Đi lấy con xì làm mỏ. Mẫu như chị Trang mặc là em có Fendi nữa. À, chị có Dior chứ quên. Nhập túi về bán luôn. Cho số khoản lại nữa hả? Trời ơi, thiệt luôn á chị. Chị hay mua hàng chị lưu đi. Bác lên sửa sửa. Rồi em cho số khoản cho này Dior nè. Mẫu như chị Trang mặc như bộ beo nha. Có Dior nữa nha. Nấu nó có. Có xả ra đó. Có cố lời Huế đó. Bỏ cố lời Huế đi. Đây nha. Dior. Mẫu như chị Trang mặc luôn nha. Form này 58 60 kg đổ lại. Quần mát. Đây nha. Dior. Dior nha mấy chị. Đây nha. Dior. Dior vàng. Bán cho tôi một cái túi vẹt Indo có thể mua. Mua thêm hả? Nó không. Không có bán túi nha, không có bán túi. Đây. Phụ lên phía đây của ai đó. Lên kia. Đây nha. Cái đứa cơ đỏ, lên. Cơ đỏ, lá cơ đỏ cho em nha chị. Cái đứa cổ lên phía nắm quá phải không? Anh Trang á. Lá cờ đỏ nha. Đi o cho ghi phạm. Ok, ghi phạm cho số điện thoại đi chị. Nè, lấy lá cờ không? Lá cờ cũng đẹp quá nè. Nè, lá cờ đỏ nè. Ghi phạm cho số điện thoại nha. Rồi chưa? Rồi lên cổ trụ nha. Túi bán tôi với bạn. Bán cho tôi túi có thể mua lại nó. Không có. No. Này order nước ngoài. No no. Lá cờ chưa kêu phạm luôn nè. Kêu phạm cho số khỏi đi kêu ơi. No nha. Rồi cho năng mặc là cổ trụ chữ B đen. Rồi xe cho mấy chị 150 nha. 150. Minh Tuyết bộ sang là cái gì vậy? Thanh đi này có ai? Không, biết không? Cái này còn có một bộ này. Chị nào lấy thì sướng này. Bộ này đẹp lắm này. Fendi nha, có một bộ à? Fendi. Fendi nha. Chào mẹ ơi, cũng cũng lấy nó đây. Mẹ sơ mi Fendi ai lấy chốt? Không, đúng lại đó. Rồi ai lấy Fendi chốt nha, em còn có một bộ này nha. Sơ mi Fendi. Ok ok, kêu phạm luôn nha, là
Bộ mana canh mặt bao nhiêu? 160 á chị. Mana canh mặt là 160. Bộ đó đẹp lắm luôn á chị ơi. Cái đó von đó, von tay loe, nhiều mẫu lắm. Cũng là nhiều màu luôn. Nè, bộ mana canh mặt nhiều màu lắm chị coi. Von nha chị nha. Chất liệu bằng von, mặt siêu mát. Mui khăn Fendi. Mui khăn Fendi nha. 158 kg đổ lại. Rồi hết rồi đó, còn có một bộ à. Rồi trang năng mặt là chữ B đen nhá. B đen 150. Cổ trụ giùm em cũng là 58 kg đổ lại luôn. Cái form cổ đẹp lắm nè mấy chị. Cho mấy chị qua cái gần đó. Cái form cổ rất là đẹp luôn. Rồi 150 cho em bộ này. Cổ trụ cho Nguyễn Quyên. Có 58 kg đổ lại thôi. Đưa giùm em đi. Đâu rồi Trang? B, B đen. Rồi 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 rồi, để em cho liền, em cho liền. 150. Mùi khách có Fendi rồi. Này Nguyễn Nguyên một cái. Đấy đó. Fendi 3, hết rồi, hết rồi. Nguyễn Nguyên một. Em là Anna ơi. Fendi hết. Bồ vest sang cho Minh Tuyết, bồ vest sang. Vest sang là nào ta? Người ta có không nhớ luôn. Vest sang là gì vậy? Vest sang tay ngắn hay tay dài? B nhá, BB. BB cổ trụ. BB cổ trụ một. Em bị đen á đi. Có nhờ định nói là mua cái vest sang này được cái tay dài này. Vest sang là nào ạ? Nhắc lại giùm đi chị. Bé chứ đâu phải sơ mi đâu. Bé bé sang này không? Bé sang này đúng không chị? Ống nhỏ đúng không? BB nha, BB em năng mặt BB. Ai lấy BB chốt BB. Đi cổ trụ 150. Vì nào lấy cái này vậy? Cái sang này đúng không? Minh Tuyết lấy bộ này đúng không? Đây. Vũ trụ bi 150 nè, hình như nó lấy chốt lại nha. 150 nha. Rồi qua mẫu luôn. Cổ trụ ai lấy không? Chốt giùm em nha. Chốt giùm em đi. Màu gì đây? Rồi qua mẫu luôn nha. Cái đâu? Nhất chắc đen. Amanda có mấy mẫu này chưa? Tay dài Minh Tuyết. À đúng rồi, là cái đó đúng không? Tay dài đây. Tại vì bự nhớ nó sáng ra luôn hả? Rồi rồi. Lá này đúng không chị Minh ơi? Sáng cái đầm xanh. Chữ bi cho chị Thi Nguyệt Võ. Thi Nguyệt Võ chữ bi này đâu rồi? Đây đây, để đây. Đầm xanh. Minh Tuyết ơi, phải này anh chị. Vết mã sang này đúng không? Đúng thì ok dùm em nha. 150. Amanda có mấy mẫu này chưa đi? Chém, lấy cái đầm xanh của Nguyễn Vy Mai dùm con, cái đầm xanh có quần. Bộ vết trắng hồi nãy chị em mặc còn không? À còn vết trắng. Ở còn không ta? Mỗi vị trí nhất vậy thôi là hết rồi. Hết rồi. Không. Để quay còn không nha. Còn set này. Ủa cái đầm xanh này mẹ ai hỏi ta. Này con set nè. Con set nè chị. Vết eo vì. À. Vết eo vì má ơi. Chưa. Đâu qua qua đây. Hỏi ai lấy nữa. Từ từ. Minh Tuyết. Minh Tuyết phải bộ à. Ai hỏi này vậy? Đây Nguyệt Hoàng mấy bộ này không? Bát trắng này còn xét nè chị, xót kho. Hai xét nha ông Bát. Này, qua ai lấy này? Ông Bát. Bát eo vì Minh Tuyết. Bát eo vì á, eo vì đâu rồi? Đi mua eo vì đi. Cái đó là vest mà nó phải sơn mi đâu? Vest đó. Ở cái sơn mi. Tay dài á. Cái đó tay dài này nè. Cái màu đen á kìa. Vẹt LV màu đen, không còn nút. Này đúng không? Vẹt LV đen này đúng không? Đúng thì ok nha.
Mã sang, mã sang kiểu vậy còn không nên. Mã sang kiểu vậy còn không nên nói gì luôn. Đi ra ngoài nè. Mã sang là còn bé vui đó chị. Có bệnh không em? Rồi đâm kem quần rời hoa xanh em còn một set này 175 ngàn. Đâm kem quần rời nhé. Thấy là vest đó, vest là chích chắc đó. Nương Hoàng set BB cho Nương Nguyễn này. Lấy thêm một bộ bát trắng đó đi. Là bít gọc lời đó, bít gọc lời và bít gọc lời đi. BB ra cho Nương Nguyễn. Gọc lời 50 rồi. BB đâu rồi? Đó BB bên đây. Bít gọc lời. BB cho Nương Nguyễn này. Mấy cái form này mặc vải đã rồi. Nguyễn kèm xuống ngoài Nguyễn Hoàng luôn này. Nguyễn Hoàng lấy gì? Nguyễn Hoàng lấy cái vest vest trắng đó đó. Nè đây. Rồi đầm hoa xanh còn một set nha. Hồi sớm ai hỏi này ta. Thái Hạnh còn có ai không? Thái Hạnh bảo quay cho chị đi. Quay cho chị đó. Thái Hạnh. Rồi qua mẫu luôn đó tình yêu. LV3 đó. LV này hả? Amanda đưa lên đi. Bibi cho Vân Ngô kìa. Chị Vân Ngô. Bibi nè. Bibi với là Nguyễn này. Nguyễn Nguyễn luôn á. Đem mấy bộ ra luôn đi. Bibi bên bên góc tê. Rồi lên trụ nâu trụ xám nha hai màu. Tiếp Bibi này tiếp bỏ ai rồi? Vân Ngô. Nguyễn Nguyễn. Để xem em bây giờ. Anh đi. Nguyễn Nguyễn á. Nguyễn Kiều hồi đó. Nguyễn Nguyễn. Nói Nguyễn Nguyễn Kiều. Em biết cho chị Nguyễn. Rồi sang nâu với là sang đen hai màu. Trời ơi đẹp quá. Nương Nguyễn đẹp xuống ngoại nha. Đi dùm em màu đen đi chào. Em biết ngay dùm tiếp. Hai màu cho Trang nha. Màu nâu với là màu đen hai màu 150. Trời ơi mấy chị ơi nhận hàng là mê vải bát là mê còn nha, bát còn chờ xíu. Vải mà nhận hàng là bao mê luôn. Trang nói thật đó, nghe lời Trang đi, lấy mấy bộ này mà mặc. Chị nào mà 58 kg đổ lại lấy mấy cái bộ này mặc cho Trang, nó form nó đã lắm mấy chị. Mà lên đây nâu với xám luôn. À nâu với xám thì thêm được vỏ này. Đưa lên đây. Nâu với xám thêm được vỏ hả? Đưa đây một xám lên đây thôi. Trang ơi lấy nâu xám ra đi Trang, sao lấy hàm mà lấy lắc chắc lắc này trời. Này nâu với xám này thì thêm được vỏ này, rồi Trang hai màu nha. Thêm được vỏ này thêm. Nâu với xám hai màu nha Trang. 150 nha mấy chị, 150, 58 kg đổ lại mặt vừa. Thêm được vỏ thế. 58 kg đổ lại mặt vừa nha. Nên xem cho mấy chị 150, em còn có số lượng ít cho nên em mới bán giá này nha. Cái này mấy chị mua ngoài thị trường ít nhất là phải trên 200 ngàn. Nhận hàng đi rồi biết. Ngồi xuống đây. Cái gì đây? Còn đầm ngắn eo vì không Trang đưa Nguyễn đưa giùm đi. Cái đầm eo vì đó. Eo vì ông bác vét con á chị. Chờ xíu để lên còn không. Nương Nguyễn nè. Nương Nguyễn eo vì đây nè. Nương Nguyễn lấy eo vì này đúng không? Eo vì đầm ngắn này. Chị Nương Nguyễn này, Nương Nguyễn lấy cái này đúng ok hình Trang nha. Đưa đây ra. Đưa gì cái quần. Rồi chị Nương Nguyễn lấy cái này đúng không? Đúng thì ok dùm Trang nhé. 170 nha. Đúng thì ok, 175 chứ. 70 còn dài 175. Em lấy vest LV màu xám tay dài. Em lấy vest LV xám tay dài. Nâu cho Quyên Nguyễn. LV này hả? Nâu cho Quyên Nguyễn kìa. Nguyễn Quyên có đơn rồi đó. Đây đây. Minh Tuyết em lấy eo vì là cái này Chanel bà ơi. Hồi nãy là tôi kêu Chanel. Cái này đúng không? Cái này đen trắng đúng không? Chanel. Mày lấy cái này không? Không, đưa giùm em mấy màu xanh, màu đỏ, màu nâu hết rồi á. Mấy nhúng hàng nhúng trên đây nè, màu tay ngắn á, form quần ống rộng á. Còn màu xanh rêu với là màu vàng với là màu đỏ đúng không? Màu đỏ vàng thôi. 235 ngàn á. Minh Tuyết phải bộ này không? Ủa Nương Nguyễn có lấy quẹo vì quần có quần đó không chị? 150 nha. Ok. 170. Đưa ra quẹo vì cho Ni đi.
này hả? Nước Nguyễn này, ok, chốt cho bà nè. Cho coi trước đi, rồi đây đây ống bát nè. Đây này của ống bát nè chị. Hai màu nha. Bèo. Bèo này. Bèo ống bát là bèo hồng. Bèo kem với bèo hồng ruốc. Bèo kem với bèo hồng ruốc nha. Ống nhỏ, đúng rồi, cái đó ống nhỏ đó. Chị chỉ chắc đang còn một bộ này, chị có lấy không? Bích cọc lợi nè. Còn một cái chị có lấy không? Bếp đó hả? Ờ. Ờ, đó chứ chắc đen hàng hiếm nha, còn có một bộ thôi. Thì ống nhỏ đó em, Minh Tuyết ống nhỏ đó em. Đó chứ chắc, ờ, đó chứ chắc còn bộ thôi nhé. Ai lấy chứ? Bích cọc lợi lấy không? Đi đưa cái vết sơ mi đây nè. Cái sơ mi riêu, hoa riêu đây. Rồi cái sơ mi hoa riêu này chẳng còn một bộ này. Lấy hai bộ beo. Hai bộ beo chị Bích cọc lợi nè. Bích Ngọc Lợi còn cái gì chắc một bộ kìa, đẹp lắm luôn á chị. Đây đây, đây. Đưa hả? Cho chị quay lại đi. Cái chị không thích nào? Chị thích đắng rồi. Lấy đen luôn đi, đẹp mà. Đen đẹp quá trời luôn. Cổ trụ vàng cho Bích Nguyễn này. Là bộ người ta đang mặc đúng không? Có đơn rồi đó. Còn màu nâu đó. Trời ơi, còn một bộ vest chích chắc đen này đẹp quá trời luôn này. Chị nào lấy? Bích Chi. Bích Ngọc Lợi. Rồi còn này cái này. Rồi ai lấy nha, ai lấy chút đừng men. Bộ Trang đang cầm vét dít dắt nè, còn màu hồng màu xanh gì chị Lợi ơi, còn màu hồng với màu xanh đó nè. 170 bộ đang mặc trên người à, bộ trang mặc trên người á, dài 150 á chị, cổ trụ nhé. 58 kg đổ lại rồi. Còn màu xanh màu hồng chị lấy luôn không? Ok chị. Rồi vét xanh vét hồng 200 chuyển khoản rồi đúng không? Vét xanh vét hồng nha. Vét xanh với vét hồng. Trang còn mũi thứ hai bộ là hết lô luôn. Màu hồng lên đi. Vét xanh vét hồng mũi thứ hai bộ là hết lô. Hello, hello. Ủa đi đâu giờ mới vô giờ tôi like hai like rồi đó bà. Chắc đen cho Bảo Trâm. Chắc đen cho Bảo Trâm rồi hết rồi đó. Còn ống bát cho mấy tình yêu nha. Chị Trâm ơi, gửi luôn phải gọi hả chị? Bảo Trâm hả? Rồi Trang đang cầm nhé. Hai màu vest hồng ruốc với là màu xanh ngọc. Trời ơi mấy cái vải này đẹp giả man luôn mấy chị. Thật luôn á, nhận hàng mà vải không đẹp em Trang tặng luôn. Rồi vest hoa băng, vest hoa riêu nhá. À lộn, sơ mi hoa riêu Trang còn một set này. 17 à 165 nha, còn đúng một set. Thấy thấy Nguyễn Hằng Nhân nha. Trang còn bộ cái vest à, sơ mi riêu này Trang còn một bộ nha. Ống bát luôn 58 kg đổ lại hoa riêu. Bát đang bay thêm á chị. Đẹp lắm luôn. Bát là còn nhiêu đó thôi à. Này đẹp giả mang chưa này. À có cụ mua ống bát chưa. Mua 36 bộ á. Ờ đây đây. LV đó. LV LV đó. LV đưa LV ra cho em. LV đó ra cho đang nói. Đang nói bê vàng 6 bộ á. Ờ đưa đây. Rồi 58 kg đổ lại này. Tình yêu nào lấy chốt cho em cái sơ mi hoa riêu này nha. Một bộ Nguyễn Trường. Nguyễn Trường lấy gì vậy? Nguyễn Trường lấy gì vậy? Sơ mi hoa riêu Trang có một bộ nha. À, tình yêu nào lấy. Vết đen cho Trang Nguyễn. Chắc đen hết rồi. Vết à, sơ mi riêu còn một đây đây. Toàn bộ là như chắc đen vết. Hả? Đen đó nha. Đi chụp. Lành. Rồi sơ cổ à, cổ vuông 58 kg đổ lại xe cho mấy chị luôn nha. Cuồng ống bát 140 140 còn 6 bộ không? 140 cho em còn 6 bộ. Kiểu trắng. Dạ kiểm tra 370 đi rồi rồi tắt lại xem kiểm tra nha. Em đang like mẹ cái máy bên đây. Tại vì hôm nay cái máy này nè, máy này dung lượng nó hết. Cho nên em cái like máy iPhone 12 nè. Cho nên iPhone 12 anh, cái máy chính của em đang nằm ở trong đó đó. Cho nên em chưa kiểm được. Kệ đi chị, xíu nữa kiểm. Chị chuyển rồi thì thôi. Lấy một bộ 140 cho càng kia. Rồi 140 ống bát nha. Cổ vuông B vàng. Trời ơi, vải này đẹp lắm rồi mấy chị. Cổ vuông ống bát 58 kg đổ lại. Trời ơi, form này đẹp lắm luôn. Đi đen. Này đẹp nha. Rồi B vàng, chốt giùm em B vàng nha. 140 cho em còn 6 bế xét.
Semi-real nãy hoa real này cho chị Nguyễn Quyên. Càng Kiên ơi, tối em sẽ gửi bill qua cho chị Càng Kiên nha. Bộ của chị Bích Ngọc Lợi kìa. Bích Ngọc Lợi 140. Cái form này đẹp lắm nha mấy chị. 140, form 140 cho em. Quần ngón bát này, dài lắm luôn. Bộ của chị Yến Ngọc dùng đơn. Yến Ngọc 140 thì nên nhé. Còn có mấy set em bán. Nguyễn Quyên em gửi đơn luôn nha. Tặng cho mấy chị chứ còn form này hơi bị đỉnh luôn, em nói thật, đẹp lắm. Cái này đẹp ha, họa tiết đẹp kinh khủng luôn. Rồi ai lấy bê vàng cổ vuông chút cho em nhé, 140. Rồi rồi em tính giá sỉ nha. Cái hàng 140 thì em chỉ bớt được 15 ngàn thôi nha. Còn không, không hàng sale là không có bớt được đó nha. Hoa nhà mình bán chậm ghê á. Đưa cho em mấy cái đó đi. Rồi cái này sale em sale cho mấy chị nè. Này em sale cho mấy chị nha. Để mặc bộ vô anh ngồi em sale. Vàng còn bụng nữa hả? Vàng còn 4 đỏ còn mấy. Rồi còn hết rồi nha, còn nhiều. Ít lắm. Lấy 140 cho Trâm Nguyễn này. Bộ em đang mặc quần ống rộng. Bộ Trang đang mặc là quần ống rộng nha chị Minh Tuyết ơi. Em là Cẩm Ly đây. Nè, ống rộng. Lưng cao. Đẹp lắm. Có màu đen đó chị. Rồi qua mẫu đi, mang cái mẫu đó đi, màu đỏ đó. Còn lấy một. Còn có vàng không? Rồi em sale cho mấy chị 135 ngàn mẫu này nha, 135 mẫu này. Form quần ống rộng nha. Có màu khác không hả? Cổ vuông hả? Eo vì đâu rồi, eo vì cổ vuông còn không? Quay lại mẫu mới mặc. Ai thì đâu lại là 50 cái tầng bộ nào thì đưa bộ nãy. Trời ơi 50 ngàn mà chị đòi vải cho đẹp. Thì tầng bộ. Trời ơi ai nhận đồ vé mà em không thấy ai trả về nha, nói điều mất lọc luôn, chưa thấy ai trả về. Trời ơi 50 ngàn thì vải dày là ok rồi, chị đi ra ngoài tìm vải chị hỏi đi, khi đó là bao nhiêu mét, một mét bao nhiêu, và chị mua 50 ngàn được may được một bộ đồ không, rồi chị nói em nha. Rồi lên bộ em đang mặc sale cho mấy chị 135 ngàn. Trời ơi 50 ngàn mà rồi cho đẹp xuất sắc như vậy thì chị mua hàng vậy đi chị. Mà em bán là biết bao nhiêu lô, chưa có ai trả về cái hàng 50 ngàn. Cái hàng đó em đâu có bán đâu, em tặng thôi. Em may ra em tặng cho chị. Rồi đỏ chốt cho em đỏ nha. 135 ngàn xe cho mấy chị. Trời ơi 50 ngàn ăn tô bún cũng hết. Rồi cho nó đẹp thì em bán. Cái ngọt bóng bóng không trứng gì nhộm nhó thiệt á. Bọn ngã mua được thiệt á. Rồi đỏ chốt cho em đỏ mẫu này nha, form ống rộng. Cái này là quần ống rộng cho em nha. Form hơi bị đẹp luôn. Chật mẹ. Băng tuyết đỏ có đơn rồi đó. 135. Nhưng hàng bộ này vải không đẹp, em thâu về nha. Em thâu về. Băng tuyết. Bích Ngọc Lợi đỏ. Màu đỏ với màu vàng 135 ngàn. Cái này mặc được hai kiểu nha. Mấy chị có thể mặc bẹt vai cũng được luôn. Ủa Bích Ngọc Lợi là khách cũ bên em á chị. Mua nhiêu hàng. Rồi. Cái vest 50 ngàn đó là may ra mà em tặng cho mấy chị thôi. Trời ơi may ra tặng được còn chê nữa. Hàng chưa ai trả về hết. Còn khách nữa, mua lần full màu luôn. Rồi chốt giùm em nha. Đó giống như mấy cái vải mango nè. Nhiều bà nhận hàng, trời ơi, em ơi sao vải xấu quá. Cái này đáng lẽ phải một bộ là phải vài chục ngàn thôi. Chị nào mà đã từng mua mango bên em rồi, từ đầu la tới giờ là em chỉ mai một mẫu là mango thôi. Nhà em là chuyên gia là mango. Với là vô hình gì là đuổi. Mấy chị nào mà đã từng mua hàng nhà em mango vải đẹp hay là xấu mấy chị. Mà đã vậy nha, có nhiều người nhận hàng. Nhiều người thì mê, nhiều người thì chê. Trời ơi em không biết. Vậy thôi mấy chị mua vải bố mấy chị mặc đi mấy chị. Em nói thật luôn á. Vải vậy mà còn chê thôi, em không biết chị nào đã từng mua hàng nhà em rồi. Một loài mango thôi, đẹp hay xấu comment em biết đi. Thì cũng tùy theo, nhiều người thích này thích kia đúng không mấy chị. Còn von thì đòi cho dày á mấy chị. Ông nội ai mà bán von dày chị em mua với mấy chị. Nhà sản xuất nó cũng không xuất ra cái von mà dày cho mấy chị mua luôn á. Von dày là von cứng á nha. Ờ. Von dày là von cứng. Cũng không có đâu. Ai von đời đâu von là von dày. Ồ, đời von. Trời ơi em ơi, nhận hàng. Mấy chị ơi, nhận hàng kêu em ơi sao von nó 3 vàng 3 cho Amanda. Đỏ 3 vàng 3 cái. Mấy chị để em nói nghe, nhận hàng. Không đỏ đây, lại đỏ đây. Có bộ đồ mua chị. Đỏ 3 vàng 3. Vải đẹp mà bởi vậy chị mang đồ mà nó kêu xấu, em không biết em bán cho bả là cái gì luôn á chị. Nhận hàng em ơi, vải nó xấu có mấy chục ngàn bộ thôi em ơi, chị mua có mấy chục ngàn thôi nha. Chị Trần 60kg vừa, nếu không vừa lấy chị đỏ vàng luôn nha. Vừa 60kg vừa đó. 60kg 1,6 không?
60kg 1m6 không chị? 60kg 1m6 thì vừa. Để quay hình cái của mông chị. Cái mông gì bự? Mông bự. Đây mông, đây mông bự à. Không, nhưng mà bự không mà mặc cái bực con nó có đây thăng mấu mấu lên. 1m55 không vừa rồi. Không vừa đó chị. Bất công đem tới đổi với bự hổn nữa. Này 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 này. Ba đỏ ba vàng. Để đưa em LV đi. Rồi, rồi em mặc LV nha. Một bộ văn thôi. Không vừa trong người chị nha. Rồi em lên LV sale cho mấy chị ba luôn. Năm chục ngàn em không đổi nha chị. Em nói thẳng trên live mà. Bộ tặng 50 ngàn mà chị đòi đổi thì em không biết. Không có đổi được. Chị mua bên em cũng 40 bộ rồi. Mọi người có thử có đẹp không? Cảm ơn chị Yến nha. Rồi rồi dạ. Tại vì chị mới sinh em bé thì bông bông ngực hơi to. Nếu mà chị đồng ý mua thì chị chịu khó mai mốt ngực. Chị Yến Trần vàng mà chưa xấu đó chị. Vải băng gồ mà chưa xấu đó. Ai vậy? Mới sinh em bé thì mai mốt buôn hả? Ai vậy? Cục vàng này. Nằm bé mà xuống đó nè. Đâu, đâu đấy cho em đâu không? Rồi eo vì này phong nhỏ nhé, 55kg đổ lại. 55kg thôi, cái phong này em may nhỏ nhé. Phong này em dây dành cho những chị nào mignon, 55kg đổ lại cho em. Phong quần ống bát. Phong quần ống bát cho em nhé, 55kg đổ lại. Có 20 hết. 50 ngàn em không có đổi chị không ơi, phải. Hàng 50 ngàn tặng mà đổi gì. Không thà mấy chị mua hàng như thế này mà lỗi này kia thì em đổi. Bù thêm tiền em biết rồi nhưng mà 50 ngàn mà đổi cái gì chị ơi. Trời ơi, hàng đó hàng tặng của em, chứ em đâu có bán đâu. Trời ơi là trời 50 ngàn thôi mà cũng đổi nữa, một bộ đồ có 50 ngàn. Không chị ơi xong. Rồi bữa giày lần sau của ấy tặng luôn. Không có may ra tặng nữa. Mình chưa có ai ai nói hết mà chỉ có mình chị thôi à. Em về ba màu luôn. Ủa, chị. Ủa sợ luôn. 55, cái này 55kg đổ lại nha. Rồi 55kg đổ lại eo vì ống bá cho em màu đen, màu vàng, màu trắng cho em 135.000. Trời có 50.000 thì chị cho ai hoặc là chị mặc cái gì đi chị? Tại em tặng có đổi 50.000 mà đổi luôn cuốn tiền ship cũng vậy à. Biết là chị mua thêm tiền thôi nhưng mà hàng tặng không có đổi nha. Eo vì ba cho Amanda. Không, con màu nào đó. Vàng đen trắng nha. Vàng đen trắng cho em 135.000 cho em nhé. Chưa. Trời ơi là trời có 50.000 thôi mà đổi nữa. Đã tặng không đông thời bạn đó chị. 3 bộ cho 35 Bích Ngọc Lợi kìa. 3 đời cho Bích Ngọc Lợi. Bích Ngọc Lợi thôi nha chị nha. Này phong nhỏ nha. Em đứng cho mấy chị quay này phong nhỏ. Cho đen ra với. Bích Ngọc Lợi ơi 55kg thôi nha chị. 55kg. Đem bé mới làm bộ. Đem bé 55 LV 6 Miss Color là mỗi màu 2 đó. Mỗi màu 2 sao? Mỗi màu 2 cho Amanda kìa. Mỗi màu 2 là 3, 3 màu 6 mỗi cho Amanda. Mỗi màu 2 bộ nha cha. Còn Miss Ngọc Lợi là 3 bộ 3 màu đó. Ok Amanda nha. Cái vest này đẹp nè mấy chị nào chưa có vest tay dài đẹp nè. Vest này còn có mấy cái à. Đây vest vest cùng dài này. Nếu mà lỗi em chấp nhận em đổi liền nha. Vé tay dài em còn một xanh còn một mấy xếp nè. Chị nào lấy hết lô nha. Chị nào lấy hết lô ha. Đưa giùm ma kèm cùng cười đi Trang ơi. Nâu rồi nè chứ. Ai lấy vé quần dài chốt làm Trang nhé. Bye.
chị? Em còn có mấy set à? 5 set. 5 set thôi. Chị nào lấy cho Trăng hết lô luôn nè. Đẹp lắm này, chị nào lấy không? Em còn có 5 set thôi, lấy cho Trang hết lô luôn đi. Em còn hai màu à. Màu đen. À cổ trụ hả? Cổ trụ em còn đợi Trang xíu. Này hai màu nha, 160 rồi, giùm em màu đen đi. Chị nào lấy cho Trang hết lô luôn nha. Đen xanh. À đen xanh. Vàng với đen hai màu. Đó, còn mỗi thứ 5 bộ thôi, chị nào lấy cho Trang hết lô luôn đi. Tại vì số lần ít Trang lên Trang khó like lắm. Dạ cảm ơn chị Thọ Lê nha. Đây nè đẹp lắm luôn nè mấy chị. Đây màu đen với màu vàng nha, 160. Ống bát tay ống rộng tay Lê, trời ơi lần trước like cái mẫu này không thấy ai. Lấy vest quần dài Trâm Nguyễn, lấy vest quần dài. À tay dài là xanh, cái màu đó. Xanh hồi nãy đưa đây giùm em đi. Đây có màu kem nữa gì Trâm, có màu kem nữa với là màu hồng với là màu sang, đưa lại bốn màu gì Trâm quay đi. Có con đùi đợi Trang xíu em, có con đùi, con đùi nhưng mà chị Trâm thích quần đùi nhưng mà tay dài hay là tay ngắn? Đây này chị Trâm ơi, lấy bộ này đúng không? Đúng thì ok dùm Trang nha. Đúng thì ok dùm Trang. Nè bỏ vô gì Trâm nè. Này quán bên đây. 87 nha. Đi em đi. Cái nơi chưa lai đúng không? Đi đến nơi chứ. Nơi trắng. cảm ơn chị quay về ký ức nha. Trời ơi không có gì tặng cho mấy chị ta. Rồi ai lấy chốt giùm em mã. Mã đầm nơi trắng nha, mã đầm nơi trắng. Có bộ nào bánh bèo không? Bánh bèo hả? Đây nơi trắng này. Đó, trời ơi mấy bà ơi đây. Lấy bộ này để mặc đi. Rồi đầm nơi trắng nha, cổ vest tay tay loe này, đó kèm quần rời. 175.000, 170 nha, 170. Rất là đẹp luôn. Trời ơi em chưa lên đầm cho mấy chị luôn nè. Có ai muốn đầm không? Em lên đầm cho, hôm nay em chưa lên đầm luôn á. Bồ dít dắt trắng đen còn thì cho em lấy nha. Trắng đen hết mẹ rồi, có đâu ra. Có cổ trụ được không? Trâm Nguyễn ok là lấy này hả? Trời ơi cái này mà không xinh là không lấy tiền nha mấy tình yêu nha. Đây ai lấy chốt giùm em cái đầm kèm cùng rồi nơ trắng giùm em. Von bao nhiêu ký em? Dạ 65 ký. Chị Thúy Trần tay dài à. À Trâm Nguyễn lấy cái bộ xanh đó đúng không? Ok rồi. Áo bóng chân, áo chân chân. Áo chân chân chân. Không, vòng trong cái đi chứ sẽ. Không, không có. Ai lấy bộ này chốt giùm em nơ trắng nha. Nơ trắng kèm số điện thoại. Rồi đưa giùm em xem mấy cái hàng bi đó đi. Thôi cho làm cái đổi lại. Bi này. Rồi em xeo cái hàng bi này cho mấy chị mặc nè. Rồi em mặc vô luôn cho nha. Bây giờ em đi vàng đi. Mặc cho nó nổi. Bông xuống rồi hả? Thì nó cũng dài à chị.
Tại vì em nhờ shipper giao mà nó lấy em 35 ngàn đó. Đây đầm sơ mi này mới tình yêu ơi. Rồi 145 ngàn nhá. À 150 hả, lộn lộn. Chết mẹ, may thôi bà chủ. May thôi bà chủ và trừ lương em rồi mấy chị ơi. Rồi đầm sơ mi bi vàng cho em, đưa dùm cái túi đi. Không có đầm nào tấm 3 ký đâu chị. Cái túi đeo vàng. Không có đồ nào tấm 3 ký đâu nha. Rồi chốt cho Trang mã đầm bi. Có 5 ký đổ lại. Đẹp quá. Rồi đầm bi nha, mấy màu. Đốt. Em đang mặc là màu bi vàng, bi trắng và bi đen là bi cam. 150. Trời ơi, mấy chị mua ở đâu ra bộ này 150 mấy chị? Cái gì Nguyễn Trang vậy? Đầm nơ trắng. Đây. Nguyễn Trang 100. Chưa nó chưa. Nguyễn Trang đầm nơ trắng là 170 đúng không? 170. Nguyễn Trang cái này số ngoài đi chị. Rồi Trang đang mặc nhá, màu vàng, màu trắng. À màu đen. Màu trắng. Dạ không có gì chị. Và màu cam. Có gì lần sau ủng hộ Nguyễn em Trang nha. Trang cho lại số ngoại đi chị. Tâm 3 kiếm không chị Trang. Ủa 60 kg thì chị có đồ chị nha. Chị giảm bớt 20 mấy ký đi chị. Trời ơi. Đẹp ngoài nha, 20 mấy ký là mấy rổ thịt luôn á. Phải 514 luôn nha. Cũng hơi khó đó nha. Nguyễn Trang thì khác. Cũng hơi khó đó. Buồn ghê mà. Cô gái. Trời ơi, 20 mấy ký rồi trời ơi, biết bao nhiêu rổ thịt. Giảm đi chị. Nó cùng đùi có tay ngắn mà ai mà phải cùng đùi tay dài chị. Mẹ, như vậy là vừa rồi. Cùng đùi tay dài này hết rồi. Rồi xe cho mấy chị nha, 150. Trang ơi, cắt cũ cho lại số ngoại cho chị đẹp. Bi cam, bi trắng, bi đen. Đó, rất là đẹp luôn nha. 150, đầm kem cùng rồi. Khỏi quá 100 lắm hả? 150, tình yêu nào lấy chốt dùm em 150 nhé. Giảm đi chị, phụ nữ mà 65kg thôi là đã maximum rồi đó. Đừng có mập quá khó mặc đồ lắm. Đưa dùm em đi, đưa dùm em mà khác. À thôi ra nhìn hiền quá. Đi vàng với hủ thì nè, 150. Kèm cùng rồi nha mấy chị nha, kèm cùng rồi đi. Hủ phi nãy giờ nó có một bộ thôi đúng không chị? Ừ, hay như cọ hủ phi nãy. Còn không bát beo không? Hết rồi. Bát beo hết rồi. Không bát beo là có hết rồi. Coi mấy thằng bom có ai bom về không? Coi mấy thằng bom có ai bom về không? Cái này hủ phi này. Bao nhiêu này? Bát beo nè, sơ mi nè. Đây đây. Chị, sơ mi này chị. Bách Ngọc lợi. Sao mi giống mát được không? Cái này nè. Nè, đẹp quá trời luôn. Một vàng nữa. Này, ống bát sơ mi này. Trời, cái này đẹp quá trời luôn á. Lấy này không? Bích Ngọc lời lấy này không chị? Bây giờ em chai nước lên nhau. Đôi qua mẫu đưa vào đấy hả? Đó. Gì, tìm. Còn cái bộ vô hoa xanh nữa. Một hoa xanh, một bi đen, một bi trắng, hai bi không? Vôi quanh đang còn một hoa xanh, hai bi quanh. Áo dài không? Không, cái đó không dài. Cái áo đó không đi dài. Đi đây, đi vô đi mẹ vô. Rồi quanh hoa xanh đang còn một set này. Siêu cho mấy chị 145 ngàn nha. Bộ này còn một bộ thôi. 149 cái lộn, hoa xanh nhé. Quanh hoa xanh 149. Tình yêu này lấy bộ này chốt phần Trang. Còn có một bộ thôi nha, 149. Tình yêu nào lấy quanh hoa xanh 149. Còn có một bộ. Không có đâu bộ. Còn một set thôi. 149 nha. Tình yêu nào lấy 149. Và đưa cổ trụ cho em đi. Cái này đẹp mà không ai lấy hả? Tại vì nó kêu lấy
Rồi lên sơ mi nút vô xì đầu like cuối like chưa like. Like hết này nghỉ nha mấy má. Mấy chị ơi, like hết này nghỉ nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nào, vô xì nút 165 ngàn. Đúng rồi, hồi nãy em mặc cái đầm kem quần đó chị. Rồi sơ mi nút, bộ em đang mặc nha, sơ mi nút mà hot này, Gucci nút. Trang lấy cái đầm Gucci maxi dài ra đây Trang. Có chị nào lấy không? Trời ơi, cái đầm nhà em 260 còn 170 mấy chị, nó rẻ gì đâu luôn á. Rồi ai lấy Gucci nút giùm em nhé, 165 ngàn. Mấy cái thằng khuyên nút nó đóng như cục cức á. Bộ này Gucci đen hết rồi tình yêu ơi. Cái bộ này để riêng ra nha, bực mình quá. Nó đóng có khuy gì mà ra không vô. Rồi Gucci nút xe cho mấy chị 165 ngàn. 165 ngàn. Chân còn màu trắng, Gucci trắng còn số lần ít nha. Đây nè, cái đầm maxi Gucci này chị nào lấy không? Đầm Gucci đẹp lắm nè mấy chị. Đây ai lấy maxi đầm Gucci cổ vuông tay dài này, bữa giờ mấy chị hỏi quá trời luôn nè. Em đang về lại cái đầm này luôn nhá, nhưng mà nó cổ tròn. Đây là cổ vuông. Thường em đem mấy giờ em không có cố định giờ chị, tại vì em đóng xị xong rảnh thời gian em mới lên. Chứ không em không có like cố định giờ như mấy cái shop khác nha. Rồi ai lấy đầm maxi Gucci này cái nha. 260 còn 170. Form bao đẹp. Đây ai lấy đầm này chốt giùm em nha, Gucci. Đầm cổ vuông tay dài Gucci giùm em. 170 ngàn cái. Đẹp lắm mấy chị, để em mặc vô cho mấy chị coi nha. Ai lấy sơ mi em đang mặc không, xe cho mấy chị 165 ngàn. Ủa chủ đang chưa mặc hết á nha. Cứ lên cái đầm đấy. Gucci maxi 170 cái. Cho chị xem bộ xanh vàng sâu luôn. Bộ đang mặc Gucci phải không? Đang. Đây đây. Xe 165. Vân Ngô, Vân Ngô là cái gì vậy? Xanh vàng thì đang mặc này. Đây, có đó chị nhỏ. Kế đây giùm em cái. Vân Ngô. Xanh vàng nào ấy chị? Chị Vân Ngô ơi, xanh vàng nào vậy? Màu cổ vest ông bác này chị chốt mấy? Chị chốt mấy bộ quay lại giùm chị. Đầm nhá 170. Một Gucci cho Nguyễn Trang. Một Gucci, một cái đầm Gucci 60kg đổ lại nhá. Trang đang mặc vẫn còn rộng nè. Mặc cũng được nha. Bồ kẻ trắng đen trên sào. Kẻ trắng đen trên sào đó là dâm. Đầm Gucci cho Nguyễn Hạnh nè. Cho cái đầm Gucci nè chị nhỏ ơi. Cái này là dâm á trời. Đầm này hả? Đầm Gucci nè. Cái này là dâm nha. Cái lồi vật kẹo đó. Đây là dung. Dung dài á trời, dung dài á. Ai lấy đầm cho anh mang mặt đầm 570. 170 trắng nhá, 260 170. Nhìn hàng đi rồi biết mấy chị bao phê. Cái này có đầm hồng với đầm xanh nên đem ra đây trang lên. Đẹp quá mấy chị. Đầm Gucci 170 trắng nha. 170 cái. Cái đầm này họa tiết đẹp quá mấy chị ơi. Đầm này em đặt vải mới có nha mấy chị nha. Cho vải không có trên thị trường đâu. 60kg. Còn vest sọc không em Nguyễn Hoàng. Còn mấy chị.
Hình như còn đâu 1, 2 set nè. Trong bao hàng nào vậy? Không. Con đầm 150 dạ con. Đồ em mặc rất ok Mimi. Dạ cảm ơn chị. Mô phải không? Còn bé Thập Nhân Nguyệt Hoàng ơi lấy luôn chị. Không phải. Bồ trắng đen dồn. Không phải cái bồ trắng đen hả? À, là... Cái này. Nói gì vậy? Là cái hoa, chị cái hoa hả? Hỏi bạn không? Để sọc cái này, sọc nó là vô si nè. Bạn có nghĩ là đây là cái gì có sọc. Đây là dung. Dung, vô si. Đây dung nha chị nhá, dung em đang mặc là đầm, cái này là dung. Chân qua cầm đi. Còn đầm 150 còn nha chị, vô trễ không thấy đầm hả? Đầm 150 là cái đầm kèm cùng rồi đúng không chị? Này ai ai lấy cái sọc này đây vậy? Này bỏ vô gì Nguyễn Hoàng này. Nguyễn Hoàng có đơn rồi đó. Đúng rồi, lấy cái bìa trắng. Rồi đầm mua xì ai lấy chốt hình trang. Vàng xanh đó. Vàng xanh, vàng xanh là những cái mẫu canh mặt đó chị. Hình như mẫu canh mặt đó chị. À quên. Là luôn xanh đó như mẫu mana canh này. Vàng xanh đó như mẫu canh mặt này cho ai vậy? Nguyễn Hoàng. Hữu Thùy ok à. Vô cùng với Nguyễn Hạnh. Dung nào? Dung vô xì hả? Dung mới đưa ra đó. Rồi nè. Đã đâm rồi. Đã đâm. Nó vô xì đang cầm vô xì mà. Cái dưới đây. Dung á. Thà đưa đầm mà. Đầm hồng với đầm xanh cho em luôn. Ừ. Cái dung chữ trắng chữ đen em mặc chưa mặc luôn chị. Dung vô xì Nguyễn Hành ok chị. Rồi đầm lá xanh với lá hồng em đang mặc nhé. Mà nó là lá xanh lá hồng, trời ơi đẹp quá mất thì ơi. Cứ dùng đi dùm em á. Rồi ai lấy đầm... Cho chị coi là bộ sọc hả? Bộ sọc. Để sọc. Đây. Đi dùm em, lấy con nữa. Ốc bát luôn á chị. Nè, con này. Đây này chị. Đi dùm em cái áo. Trời ơi bộ sọc này mặc đã lắm á chị ơi. Mặc chân nó dài lắm, em hết rồi còn có 2-3 set. Xót kho với cái này em hết lấy rồi. Hồng, lấy đầm hồng với chị càng kiên kìa. Lấy đầm hồng với chị càng kiên. Trời bà này bà lừa nha. Bà biết lừa hàng ghê luôn á. Lấy xanh luôn đi chị, xanh đẹp mà. Trời ơi xanh cốm đẹp quá trời luôn á. À hình như chị lấy rồi sao á. Hình như chị lấy rồi. Rồi ai lấy đầm xanh đầm hồng nha. Rồi em mặc cái dung này cho mấy chị coi nè. Cái dung này đẹp lắm. Mặc màu trắng cho chị coi nha. Trắng với đi. Đầm eo 80-10 nha. Trời ơi đầm đẹp quá, nhà em may phong đầm đẹp lắm mấy chị. Tin Trang đi, mua về là mặc. Thị trường bán 260 ngàn đó. Bồ sọc cho em xem lại. Duy Anh bồ sọc. Duy Anh lấy bồ sọc cho xong xem lại. Đầm gì mặc cho TT nè. Đầm gì mặc cho TT 160, 170. TT em chưa có lớn không? Được. Bồ sọc này tình yêu ơi, vét nó. Nhà bảo luôn Nguyễn Hoàng. Bộ này đẹp lắm, trời ơi nghĩ sao vậy. Rồi đưa mặt đầm xanh cho chị Càng Kim coi nè. Đứng xuống nhìn em cái. Xanh đẹp lắm hả chị. Bộ sọc cho Bích Ngọc Lợi kìa. Bộ sọc cho Bích Ngọc Lợi. Mấy chị ơi em có bản màu trơn chưa like nữa. Lấy sọc Duy Anh này. Duy Anh lấy sọc. Trời ơi cái sọc nhà em là đẹp lắm. Còn 2 triệu thôi. Lấy cái kẹp này xôi lên. Cái này là cái đó. Biết gì. Lắm á chị, cổ vuông đẹp cực kỳ luôn. Bộ xanh ban nút hồi đầu like. À bộ xanh ban nút hả? Bom về đó hả? Cái đó của ai? Lấy hai bộ vậy? Lấy chốt kìa. Có người ba đây kìa. Biết rồi. Chắc tầm phải 2-3 hôm nữa Duy. Chị
chị Duy Anh ơi, hai ba hôm á. Qua tuần á chị, đầu tuần là có nha. Đầu tuần là có. Xanh luôn kìa. Xanh đẹp mà, xanh trời ơi, em nói thật, cái xanh này nó đẹp lắm. Bồ sâu lưng bao nhiêu vậy? 160 đó chị, trời ơi, xanh đẹp quá à. Rồi ai lấy đầm xanh chút giùm em nhé, 170.000 cái. Mấy chị ơi, em nói thật luôn, chăng thề luôn, thị trường bán 260.000 cái đó mấy chị. Tụi nó bán lời giả mang lắm, em bán con 170 thôi. Bị mất Facebook hoài là vậy đó mấy chị. Rồi qua mẫu nha, lên cái dung này cho mấy chị. À lên bản màu trơn nha, chị nào 65kg có coi không? Chị nào 65kg có đăng coi không? Mấy chị thích bản màu trơn không? Mấy chị thích bản màu trơn không? Tại vì em là xưởng mà. Nhưng mà chị bán mà, trời ơi, trăm người bán vàng người mua lắm chị ơi. Ủa em về bộ xanh này hả? Trời ơi, không có giữ đơn đi anh ơi, không có giữ đơn nha. Trời, bỏ cho chị đi, chắc gần xong rồi đó, cứ để cho chị đi. Để đúng không? Ờ, để đi, bỏ trong kho. Chừng nào có để lên đi chị. Để đây, để lên vòng 65kg cho. Đưa chanh nước dùm đây chanh. Rồi dung chân năng mặt nhé, dung dài. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Cái này chanh có hai màu, màu trắng với màu đen. Hôm nay em phi ship cho chị. Cái nào? Phi ship ai? À kia lấy sĩ hả? Lấy sĩ em cứ giá sĩ rồi, tặng gì nữa. Trời ơi, lấy sĩ giá rẻ lắm luôn. Trời ơi, thường chắc bán giá này đã rẻ rồi mà sĩ còn giảm nữa, còn rẻ hơn nữa. Trời ơi, nhưng hàng mua hàng nhà Trang là biết rồi mà, đúng không? Quá rẻ luôn. Không có phi ship được nha, phi ship là chắc chết luôn. Đơn em không phải lo đi. Ok ok, rồi 2-3 ngày nữa chị bỏ cho rồi chị gửi luôn cho nhá. Màu xanh đó đúng không? Còn thiếu lắm luôn, màu xanh nó còn thiếu lắm luôn á. Có bộ sơ mi không? Có nha chị Nguyễn Văn ơi. Chị Nguyễn Văn bao nhiêu ký vậy? Chị Nguyễn Văn bao nhiêu ký để em đưa sơ mi cho. Rồi dung này, dung dùm Trang nha, hai màu, màu trắng với màu đen nhé. Màu trắng với màu đen. Rồi, hai màu, ai lấy chút cho em, trắng đen hai màu. Chị Lâm này nè, bao nhiêu ký nè? Thôi dân nghỉ like nha mấy chị nhé. Có bản màu trơn nữa, mình lên biến like qua. 55kg, chị ơi, đưa mấy cái mẫu sơ mi cho chị Vân quay đi. Sơ mi đẹp lắm chị ơi. Sơ mi đẹp nhức nhối luôn. Sơ mi không mát đâu. Sơ mi xích á. Sơ mi xích cho hả? Đợi xíu đi em đưa cho 55kg mặt bao đẹp. Em đưa họa tiết cho chị quay thôi nha, chị Vân nha. Xong rồi em nghỉ luôn á. Em like hết giờ. Có bản màu trơn nữa mà em làm biến like quá à. Cái bình giá mà. Đây nè, cái bảng màu trơn đẹp lắm nè. Mà chưa muốn like luôn nè. Đồ bộ beo có 48kg. Trời ơi, lấy 48kg quá đẹp luôn. Lấy beo sơ mi cho bà gì đây nè. Quần ơn lê nè, 48kg là bao đẹp. À 48kg là em luôn đó chị. Tay trong bảng của sơ mi này vô cho chị qua nha. Không để, tại vì em tính nghỉ mà do khách hỏi cho nên em mới lên nè. Có khách hỏi cho nên em mới lên. Thôi là em nghỉ rồi, còn nhiều hàng. Còn mấy mẫu em chưa tới nữa. Chị Kiên thích bảng màu trơn không? Đi xuống nhìn em.
Đây sơ mi đây nè chị. Sơ mi ống bát nè. Chị lấy không? Bộ này em còn một set thôi. Tay phòng nha, đẹp chưa? Đó, 165 ngàn, lấy đi, hàng bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền nha. Ê, cái hoa nâu nó đẹp quá. Đây, em còn xích đen vàng với là màu trắng. Đen hết hả? Rồi màu đen với màu trắng này, chị lấy màu nào không? Đây hai màu đi chị. Đủ quá. 165 ngàn à. Chị Vân có lấy không? Đẹp lắm luôn á chị Vân. Quần ống bát nha. Mình 55kg thôi mà, bằng 55kg thôi mặc, nhưng mấy cái ống bát này ok đó. Rồi Trang đang mặc hai màu nhé. Xích đen vàng với là xích mặc cho Nguyễn Vân. Nguyễn Vân mới đang mặc. Kèm số không phải chị Vân ơi. 165 ngàn nha mấy tình yêu nha. 165. Em bao đẹp cho chị luôn nha. Hàng không đẹp trả về cho em. Rồi đưa em semi luôn đi. Có beo này à. Đẹp lắm. Đó chị lấy đi. 65kg hả? 65kg mặc mẫu màu trơn đi. Trơn được không? Trơn mà không có hoa văn. Đưa em. Đưa bạn mau lên. Bộ Trang đang mặc 58kg đổ lại nha. Quần ống bát. Quần form ống bát cho em nha. Form đẹp lắm mấy nàng. Form đẹp lắm. Thấy chưa? Tay phòng này rất là đẹp luôn. Không bi men sơ mi. Trần Loan sách đăng mặc hả? Còn không? Hết rồi chị ơi, em còn có một bộ em chốt cho chị trắng 865 cho Trần Nguyễn Phượng này. Đưa cho em trắng đi. Cho chị Nguyễn Phượng này. Trắng cho Nguyễn Phượng. Trần Loan có lấy màu khác qua được không chị? Nguyễn Phượng kèm số. Kèm số điện thoại đi chị. Rồi đưa cho em đi. Rồi hoa nâu này, trời ơi. Như sếp em đang mặc mà nó là hoa nâu. Nhìn em cái hương á. Em đang mặc mà nó là hoa nâu, trời xuất sắc con gà tây luôn nhá. Cái này còn nhiều nữa ta. Em biết cái này còn nhiều không nữa. Con cần gần cái gần rỉ. Rồi hơn một đi thôi hả? Rồi đi bán ra cái không hết. Lấy bộ đang mặc hết rồi chị ơi. Em còn màu trắng thôi. Rồi này màu hoa nâu này. Này trời ơi bộ em đang mặc có hoa nâu luôn nha, hoa nâu. Hoa nâu ai lấy chốt giùm em hoa nâu nhé. Ông bát đẹp không? Hàng đẹp này. Quá trời đẹp luôn. Rồi ai lấy hoa nâu sơ mi giùm em hoa nâu nha. Trời ơi hoa nâu này đẹp lắm mấy chị. Rồi Dior. Như em đang mặc luôn mà nó Dior tới toàn vải đẹp không mấy chị, mang hồ loại một nha. Mềm. Nhưng hàng và hàng không đẹp em lấy về nha mấy chị nha. Rồi chốt giùm em mã Dior như mẫu em đang mặc luôn, sơ mi Dior. Trời ơi lấy đi mấy chị, form đẹp lắm. Đặc biệt là vải rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy Dior chốt giùm Trang Dior nha. Chị bị nghiền đồ em. Trời ơi chuẩn bị ra là cả 10 lô mà lô nào em nói thật kiểu là đẳng cấp luôn. Chẳng hạn như cái lô bi em đăng lên nó thấy không, trời nó quá đẹp. Rồi Dior semi Dior nhé. Ai lấy chốt đường Trang semi Dior. Như mẫu Trang đang mặc. Rồi đưa cho em. Gucci. Em chỉ mặc một mẫu thôi, em đưa họa tiết cho mấy gì chọn. Gucci. Đẹp chưa? Trời ơi là trời, tao nói cái Gucci Versace này mà không lấy là thôi luôn. Nó đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi ai lấy Gucci chốt cho em nha. 58kg đổ lại. Gucci trắng với Gucci đen đâu rồi? Con bộ Gucci đen là xuống đi. Gucci đen nữa mấy chị. Rồi cơ trắng cơ đỏ nha. Rồi xong. Ai lấy gì nữa lấy đi. Em nghỉ like đi, em để có rồi. Em like từ 1 giờ tới giờ luôn mấy chị, 4 tiếng đồng hồ luôn á. Rồi cơ đen, cơ đỏ hai màu. Có beo luôn chị, có beo luôn nhá. Mấy chị lấy hai set mà mặc đi mấy chị. Chị nào mới một set lấy hai set mà mặc. Chị ơi có bộ sọc này chốt. Áo có ống ôm. Cái gì có ôm giống cái chị đang mặc. Chị ơi có bộ sọc này em. Gucci Versace trắng nhuần đơn. Gucci Versace trắng nhuần đơn cho chị Bảo Trâm này. Đây Bảo Trâm. Đẹp quá. Dạ cảm ơn chị. Còn sọc không hả? Sọc là gì ta? Sọc vét á chị. Sọc vét ống bát. Sọc vét ống bát đúng không? Đưa đây Trang, đưa cái beo đây Trang cho chị nào lấy. Có màu đen nữa là gì Trâm, lấy màu đen chưa?
em nhiều màu dĩ trang. Trời ơi, em nói thật á, em like mà nhiều người hỏi luôn mà em không biết trả lời luôn á chị. Ngày đó là em nhuộm nhưng mà cũng đi theo một người luôn, chỉ là cũng là pha thuốc y nhau, hai con nhuộm y màu nhau mà một con lên màu khác. Trời ơi, chơi vậy mà chơi đó mấy chị. Tùy theo màu tóc mỗi người nhuộm là nó lên, ví dụ em đi nhuộm mà nó pha chung một thuốc, nhuộm hai cái đầu lên hai màu khác nhau, nó không có gì giống nhau. Bây giờ mấy chị hỏi em màu gì, bây giờ em chả biết màu gì luôn mấy chị. Em nhuộm là kêu là màu vàng, là vàng vàng tay đó, mà nó ra tay gì đâu, nó ra gì đây này. Rồi Gucci đen, Gucci đen, hai con đi nhuộm màu giống nhau mà một con đa màu khác nhau, mà màu em thì màu nó đẹp hơn đó. Cái này nó nhuộm màu này như là mình lý bật sầu. Đâu rồi cái bột sọc em mới chốt kiểu, à nó rộng hơn xíu nha, cái này tới 63 kg lẫn mà. Cái vết sọc này tới 63 kg. Học đó là có cái kiểu giống vậy không à? À không, ưa may hả? Thôi vừa sát của xì đen rồi nè. Sơ sơ này, sơ mi beo này, đưa đây không? Anh Lê đưa đây, đưa cái sọc đưa đây đó. Cái sọc này là vé là 63 kg rồi. À Bảo Trâm lấy vest xem mà vest rồi, ra rồi. Gì? Cái vest này, cái vest sọc này đúng không? Thích may cổ như vậy hả? Ờ may móc may nha, may móc may. May móc may riêng bán cho bà gì đây? À, quay bộ em mới cầm đây chị, là sơ là vest sọc đó chị. Ông bác Vân ơi, ông bác chị đâu chịu đâu. Đây đưa sơ mi beo đây cha. Sơ mi beo cho bà nào đây? 58 kg thôi. Anh Lê đúng không? Anh Lê có bộ nào chưa? Nhớ gọi bốc máy nha mấy chị nha. Anh Lê chưa có đơn hả? Anh Lê lấy bộ này đi anh Lê. Beo đẹp quá trời luôn nè. Rồi sơ mi beo tay phòng nha. Quá trời đẹp luôn. Em mới bỏ. Rồi là cái sọc đó đấy chị, nhưng mà chị đâu có chịu ấm bát đâu. Cái đó ấm bát. Rồi, đâu. Anh Lê lấy bộ này cho số phone đi. Số phone. Rồi có ai lấy gì nữa không để em biết, em tắt like nha mấy chị nha. Đưa đây ống bóng rồng đây. Đưa ống rồng, em lên cố trụ ống rồng mấy cái này nữa là em hết nghỉ nè. Anh Lê không, cái hoa nâu mà đưa. Này, em lên cố trụ này. Trước đó là cái gì ta? Trước đó em đâu có like cái gì nữa đâu. Có, nhà em có mỗi sọc này chị. Trước đó là em hoa hả, hoa nâu hả? 60 kg không vừa. Trước đó là cái gì ta? Lên đồ 65 kg đi chị. Bắn màu trơn nha. Chịu không? Nè, trơn nè. Lily gì đây? Bắn màu trơn chịu không? Đưa đây bắn màu trơn đây con. Để em mặc bắn màu trơn cho mấy chị coi. 65 kg mặc bao máy khỏi luôn. Anh Lê ừ kìa, anh Lê mấy ngày anh Lê bà này, anh Lê bà qua nãy giờ bà mua được có một bộ. Trời ơi, mấy cái hoa nhí nhí đó bà mặc, bà không lấy bà mặc có 48 kg lấy hoa nhí nhí đó đi rồi bà. Bộ anh Lê nè, bà 48 kg bà lấy mấy cái hoa nhí nhí hồi nãy á. 48 kg là bằng mình cũng đâu có ốm đâu cờ, không ốm rồi mình tới 50 mấy kg, mình tới 50 kg. Rồi bộ trang đang mặc nha. Đây chị yêu nào lấy bộ trang đang mặc này, 65 kg nhào vô đây. Cái này là có độ co giãn nhẹ nha. Có độ co giãn nhẹ. Bộ này đẹp lắm luôn. Lấy đi mấy chị chất vải đuổi nha. Hôm nay mình không xem được lâu. Lâu lâu xía vô. Trời ơi. Cảm ơn chị Ngô nha, lâu lâu. Có một trai không chị? Chị có một trai không? Con gái không? À có con gái, không có con trai không? Bực yên đâu. Hả? Bực yên á. Dạ. Cái này
này tại vì em mang cái ống bên trong nó hơi bị cao á. Này, ai lấy bộ trang đang mặc nhá. Chị nào mà 65kg hay là 6 mấy ký cũng được hết nha. Số 6 hay gì cũng được. Bộ này là form nó rộng lắm, cũng có rất là nhiều màu luôn. Form quần là hơi bị đẹp nha. Đây, để chân đưa cho. Trời ơi, cái form này đẹp lắm. Đưa dùng cái túi Gucci đi đi. Tôi đứng lên cho mấy bạn. Đen hết rồi. Đưa đi. Ní, đưa dùng cái túi đi. Hai anh hả? Có vợ chưa chị? Hả? Có màu chị vàng không? Có vợ cho chị. Cho chị vàng. Có màu vàng hai không? Đứa trai với màu đen vàng với đen chị. Hết đen rồi chị. Em có vàng, có xanh đen chợ xanh cô ba lấy đi chị. Ồ, cái màu xanh cô ba nó đẹp lắm luôn. Đây nè, có cần chân mặc vô không? Xanh cô ba đẹp lắm nha, mặc vô nó đẹp lắm. Này màu màu trắng với màu vàng với là màu xanh cô ba, màu cam đất màu đỏ nha. Rồi 160.000, trời ơi, đẹp lắm luôn. Màu cam đất này đó. Bên nhà em đang thiếu thốn đang bị ế nhiều lắm. Đây 1 2 3 4 5 này. Ơ là chị tên gì? Em nữa là 6 này. Đó đang bị thiếu thốn. À, một bộ nhí nữa đi chị. Mấy nhí anh lấy màu nào? Anh ơi lấy màu nào? Lấy hoa nhí lấy màu nào vậy? Hoa nhí là màu cam, màu hồng. Thôi lấy màu đỏ đi. Đỏ cũng đẹp. Anh Lê. Này lấy anh Lê cho bà một bộ hoa nhí rồi. Hoặc là lấy cái cổ trụ đó mà cũng đẹp kìa. Lấy cổ trụ đi. Theo Trang là lấy cổ trụ, đúng rồi đó. Lấy cổ trụ đi. Chốt đơn bộ Gucci. Sọt Gucci. Nơi trắng sọt nhé sọt. Mặt thử xanh chị, mặt thử em xem cam đất hả? Rồi mặt xanh cam đất đúng không? Có màu vàng, có màu vàng thôi, không có màu đen, màu xanh cô ban thôi. Chị Lê lấy màu xanh không? Lấy xanh đi, trời ơi xanh mặc cho nó tay chị, màu đen nhìn nó già lắm, nguyên bộ màu đen trắng lơn không có thấy gì hết. Ok. Đây em mặc màu cam cho. Trời hôm nay em mặc cái áo này nó bị dài. Nó bị cao lên đó cho nên mặc nó không có đẹp, nó có loài nó không có đẹp. Này mặc cái áo này nó hơi bị cao nè. Có đơn Nguyễn Nơ ở dưới đem cho con tiếp. Dưới hôm nay đó. Đây nè, màu cam này đẹp chưa? Đó giữ đơn. Chốt. Nó có lựa thêm đâu, giữ chi vậy? Ờ. Đó. Nguyễn Trang đâu rồi? Nguyễn Trang nói cái gì kìa đi? Lựa thêm có lựa. Rồi chốt 3 bộ rồi. Nè màu lựa cam đất này đẹp chưa? Mấy má nó rảnh lắm. Một lựa hai không xả ra. Màu cam đẹp lắm luôn á tình yêu ơi, lấy cam đi mà mặc. Nói chung là cái bản màu trơn này đang lựa rồi, màu nào cũng đẹp hết á. Đang nói thật á. Màu cam đốt cho Nguyễn Trang này. Nguyễn Trang đây nè. Đây. Màu xanh quá trời. Màu xanh của bạn cũng đẹp đó chị. Chị Vi này lấy không? Mình bự con mình mặc. Mình mặc mấy cái bộ đồ này đi cho nó đẹp. Trời ơi em thấy mấy màu này sang quá trời luôn. Có muốn cho mặc xanh của ban luôn không? Cam với xanh. Rồi 65 kiếm nó thật, mấy chị nhận đi. Nó đẹp lắm. Form này là form có co giãn nhẹ nha. Cái vải này nó có co giãn nhẹ. Mặc xanh cho coi nhé. Rảnh đăng rảnh. Chúng mình nghĩ là đăng rảnh mặc xanh cho coi. Rồi để cho mặc xanh cho. Cam này mặc nhìn trắng. Ờ đúng rồi, cam này mặc nhìn trắng da lắm. Màu xanh cũng đẹp lắm nè. Xanh bộn bộn nha. Xanh còn 4 set là hết rồi nha mấy chị nha. Cam mặc nó như 6. Rẻ lắm mấy chị, rẻ lắm luôn á. Xanh còn tùy hợp. Xanh còn 4 set là hết đó. Xanh còn 4 set là hết. 106. Xanh đẹp lắm. Ai mà 65kg mặc mấy bộ này nó đẹp lắm. Form mau chuẩn nét luôn.
Bình Thái đó, Bình Thái lấy phun màu hè hết luôn nè, nhớ không? Đặt ra không bị Bình Thái nữa, nhận hàng đẹp rồi. Điền lại em ơi, cái màu này chị Jessica Bùi có chốt luôn chưa, chốt đơn luôn đi Jessica Bùi à? Chốt luôn đi, còn có mấy bộ bả nhắn cái trọng đó đó, chốt luôn đúng không? Von vẫn lấy hả? Ủa Von thì trời ơi cái màu xanh này mặc lên trắng dễ sợ luôn. Cho chị coi xem bộ thổ cẩm vàng chở gì Mỹ Phường nãy giờ đi đâu à? Quá trời đẹp luôn, đẹp quá trời đẹp. Hai màu á chị Phượng lấy đi Von. Màu đen với màu đen, màu vàng. Xem lại đó. Phương lấy không? Chị ơi, hôm nay là view kém mà em còn hàng, thôi là em cũng hết hàng rồi đó. Khỏi. Mày làm thuộc phố đó. Này. Ai dữ vậy? Nè chị Phương lấy không? Hai màu á. Đẹp lắm luôn, Von tay loe nha, chị Phương mua rồi đúng không? Lên này. Chị Phương mua chưa? Lấy vàng. Lấy đen luôn không? Để rồi. Đen đẹp mà. Kèm số điện thoại nha chị. Số. 257. À cậu lúc được bị mất. Áo nào mất? Áo mất. Hai cái thay đồ sáng đi chợ đang mở. Ờ nên mở tủ lấy mẹ mẹ. Ai đâu áo mà mất rồi. Không, bữa hôm lại lạc thôi tiền ra luôn. Lấy vàng cho chị Phượng này, xếp này. Mẹ cái màu sọc ở dưới có vẻ có như màu xanh mà. Nè, chị Phượng lấy cái xếp vàng. Lấy đen luôn không chị? Đen đẹp quá trời. Đen đẹp quá trời luôn. Coi selfie nó có được. Phượng ơi, còn một cái nè. Ai này được cái độ. Này có lá yên chân á, này chị đẹp lắm luôn. Lại bên sọc lá yên chân với là màu đỏ nè. Nhẹ nhàng đó. Màu xanh nữa nè. Lấy cái xếp nó đi, trời ơi đẹp quá trời luôn. Nè. Này xin lá in lá và in áo. Chuẩn lấy luôn không? Lấy thì ok thì xanh canh mặt kìa. Không thì lấy xanh canh mặt kìa đó. Lấy thêm màu nào không để em bỏ vô cho. Bye bye. Lấy thêm màu nào không chị yêu ơi? Đoàn tuyết xương. Đây 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 đoàn tuyết xương đây 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 đây. Đâu rồi? Bà đoàn tuyết xương bà đâu rồi? Đây tôi thấy bà. Nè. Trời sao mà bon hàng em về vậy? Đoàn tuyết xương đâu rồi? Mới vừa cắt bông mà hàng của bả ra luôn kìa. Trời ơi. Là gửi một bộ hết đúng không? Rồi ok bộ. Đoàn tuyết xương nè. Comment lên cho Trang coi tại sao mà bông hàng em về vậy? Đi vậy. Hai bộ đó em không có bán mà chị nghĩ sao mà chị đặt hai bộ xong vậy? Nghĩ sao mà chị đặt hai bộ xong thì trả về cho em vậy? Trời ơi. Bực mình cái bà này ghê luôn. Đâu rồi? Có comment lên không? Em nói thật luôn, lần sau là em không có bán cái chị nữa đâu nha. Khách cũ em cũng chịu đó. Không sao mà. Không sao mà bông hai bộ đồ xanh quá đẹp đó, trong lúc hai bộ này chị tám chuột đó. Trong lúc em không có bán. Có về đó. Dạ miên. Khách cũ cho. Nguyện lừ nguyện lô này. Nô chồng em ăn nãy nhưng mua răm nha. Được. Bà đi thiệt á. Chưa đứng mấy ngay rồi. Mọi người lừa thêm đâu, mọi người lừa. Trời ơi, Von là bao đẹp chị. Von là bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết nha. Rồi bún xuống nè. Rồi thôi em tắt like nha mấy tình yêu nha. Chị nào còn có ai gì nữa không? Có đẹp bên vui bên sổ lòng tao nữa đây. Lê Tì Lê ấy chưa? Lê Tì Lê thêm bộ này 5 bộ nè. Là chốt chưa? Là chốt chưa? Lê Tì Lê phải chốt chưa? Để nhân viên video luôn, không có giữ đâu. Bừng ra đi.
Còn đúng là mày có đét con quá vậy. Đó là mày người đó. Con ra đi lên lưng con củi không rồi. Họp chưa? Uống này nó chưa lấy nữa. Thôi em tắt like nhé.